Vỏ nhẫn hộp xoàn nam, costume giữa hộp xoàn MR và hộp xoàn tròn. Vỏ này siêu nặng nha, ổ chủ cho nó là viên 9 ly. Có thể lên viên 10 ly cho cái ổ này vẫn được. Trọng lượng của cái vỏ xoàn này là một trong những cái vỏ xoàn mà khá nặng, nặng cũng nhất nhì trong những cái vỏ mà từ trước tới nay mình bán. Trọng lượng của nó là 18,98 gram vàng, gần 19 gram đó khách. 3,75 là một chỉ, 3,75 gram là một chỉ. Thì khách lấy 18,98 gram, khách chia ra là ra số lượng nha. Vàng này là vàng Ý 7 tuổi rưỡi, hàng nhập khẩu. Tấm của nó là từ 2 ly 2, 2 ly, 2 ly 1. Và những cái viên tấm nhỏ nằm 3D 3 mặt á là 1 ly 3, ly rưỡi, ly 6. Đặc biệt là vùng chữ thập, vùng chữ thập của cái mặt vương miện là tấm 3G, hay còn gọi là tấm MR đó. Tấm MR này là 2 ly 8. Độ sạch là VVS2, trắng tầm cỡ là D, trắng hơn F nha. Giá của chiếc nhẫn xoàn này là 180 triệu. Và lên viên chủ là 9 ly 2 nước ai, độ sạch VVS1. Rồi khách mua hàng em thì size gì thì inbox cho em nha. Vui lòng gọi em 0907463131. Xin cảm ơn.